Tin nóng xin biết ngày 30 tháng 11, nhiệt 3 độ Spanish sau khi bị Nachat vượt mặt, nơi thi thi Trần Đô Linh được đẩy thuyền bách hợp. Điểm danh loạt tin tức hot nhất của các ngôi sao showbiz hôm nay, lơ thi thi Vương Nhất Bác địch đệ Nhật Ba cùng Tuấn. Tăng đào win phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính phá mốc 20 tỷ lượt xem, phim cũng trở lại top 3 trong mục tìm kiếm trên nền tảng EQG. Nhất Niệm Quan Sơn do Niu Thi Thi và Niu Vũ Ninh đóng chính đã phá 8.500 nhiệt độ EQG. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi ngay sau khi lên sóng. Nhan sắc của Niu Thi Thi leo hot shot vì quá xinh đẹp. Niu Vũ Ninh cũng được khen ngợi về diễn xuất và đài từ. Tròn 3 năm kể từ ngày vai trải có bạn, Phạm Thừa Thừa Vương An Vũ công bố những poster đầu tiên. Khán giả tỏ ra vô cùng tiếc nuối bởi đam mỹ cải biên đã chính thức bị phong sát. Vai trải có bạn hầu như không còn cơ hội lên sóng. Rất nhờ anh ra đàn kiện thử và châu dạng đóng chính tung poster mới. Vương Nhất Bác điển trai xuất hiện tại sự kiện của Xiaomi Bắc Kinh để tham gia họp báo ra mắt sản phẩm mới và lễ kỷ niệm 10 năm của Redmi. Địch đệ Nhật Ba kết thúc hợp đồng với Stanis Nêu Nộ, Lucinew và không tài ký sau sự kiện bị cổ đực Najat hạ knockout tại đêm hội EQG. Stanis mới của nữ diễn viên chuyển sang Miss World. Đây là lần đầu thứ hai địch đệ Nhật Ba đổi Stanis sau khi tham khảo ý kiến của fan hâm mộ. Đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Phong Quá Nưu Ngân đăng tải poster mừng cung tuần đoàn sinh nhật tuổi 31. Hé lộ đạo hình mới của Triệu Kim Mạch trong phim Độ Hoa Niên. Niệm Vô Song do Đường Yên và Lưu Học Nghĩa đóng chính thức đóng máy. Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện trên trang bìa tạp chí Rally số tháng 12 với tạo hình lạ lẫm. Ngôi sao lấp lánh chính thức công bố dàn diễn viên chính Trương Gia Ninh, Khuất Sở Tiêu, Phò Tĩnh, Tướng Quân Lâm. Bên cạnh đó sự tham gia của Sa Giật, Ngưu Siêu, Điền Trắng Tráng. Niu Thi Thi và Trần Đô Linh được đẩy thuyền nhiệt tình, ship sang một cảnh trong phim Nhất Niệm Quan Sơn nhờ khí chất ngự tỷ của Niu Thi Thi và vẻ đẹp mong manh thuần khiết của Trần Đô Linh. Từ khóa xin hỏi Niu Thi Thi và Trần Đô Linh có cảnh hôn không? Leo top 1 hot search bảng giải trí.